Chào các bạn đã trở lại với Khải Toàn. Chỉ có bản thân ta mới dễ lừa ta nhất. Con người hay mơ mộng hão huyền và những điều không thực tế, tự cài vào đầu mình những thứ vượt ngoài khả năng. Mọi sự vật trên thế gian đều do tâm con người mà quyết định là tốt hay là xấu. Người ta vẫn thường thông qua biểu hiện của bên ngoài để đoán những chuyện thị phi, được mất của sự việc. Ví dụ, trong việc lựa chọn trai gái, đầu tiên thu hút một người khác chính là vẻ đẹp bên ngoài của đối phương. Thông thường, khi nhìn thấy một người có ngoại hình xinh đẹp hấp dẫn, chúng ta dễ sinh ra tình cảm hoặc là thần tượng. Nhưng nếu trước mặt là người có dung mạo xấu xí, chúng ta thấy khó gần, thậm chí tìm cách chạy xa. Vì sao? Vì con người vẫn thường dùng mắt để quyết định quan hệ giao tiếp, dùng mắt để xác định duyên phận. Chính vì bị mắt lừa dối, ta cảm giác đó là một việc tốt, kỳ thực nó có thể biến thành một việc xấu. Do vậy, nhà Phật vẫn căn bản sự vật không có sự phân biệt giữa tốt hay là xấu. Tất cả tốt xấu đều do tâm của ta mà định ra. Chúng ta thường bị 6 kẻ lừa dối gạt cả đời. 6 kẻ lừa dối này là ai? Đó chính là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường phải chịu sự che đậy của đôi mắt, khiến tâm sinh ra phân biệt, có thể nghĩ người tốt thành người xấu và cả người xấu thành người tốt. Nếu bạn đã xem video chủ đề "Tôi rất khổ và đầy nỗi sợ", sẽ nhớ câu chuyện đoàn hòa thượng đi hóa duyên, gặp được con suối có nước mát ngọt. Khi bước đến dòng suối uống nước giữa bóng đèn mờ mịt, một vị hòa thượng cảm thấy dòng nước trong mát tựa như dòng nước cam lộ do Bồ Tát ban tặng. Nhưng qua ngày hôm sau trời sáng mắt tỏ, nhìn thấy xác chết nằm giữa dòng suối, vị này lập tức buồn nôn. Khoảnh khắc ấy chính là lúc ông xác định được rốt cuộc là đó là cam lộ hay nước hôi thối. Một người ở vào thời khắc sinh tử, bất kỳ lễ vật quý giá nào cũng không còn ý nghĩa gì đối với họ, chỉ duy nhất một lễ vật thực sự giá trị với họ, đó chính là Phật Pháp và ánh quang minh. Đứng trên góc độ khai ngộ để xem xét, cái chết cũng tựa như lúc chúng ta rời khỏi khách sạn trong một cuộc du lịch. Cho dù chúng ta có lưu luyến nơi này đến mấy, chuyến đi cũng phải tiếp tục. Vì vậy, cuộc sống có khởi đầu, ắt có lúc diệt. Khi được sinh ra trong cõi đời này, chúng ta đương nhiên sẽ phải đối mặt với cái chết vào một thời khắc nào đó. Bất kỳ vật gì trên thế gian này cũng đều sẽ bị hủy hoại. Hoa nở ắt có ngày tàn, đó là quá trình sinh diệt, là quy luật của vũ trụ. Người ta nói tạp vật chính là cặn bã của quá khứ, mục đích giữ tạp vật lại trong nhà để xài vào một dịp nào đó trong tương lai khi cần thiết, rất là tiếc khi vứt đi. Ví dụ bạn giữ một đôi giày cũ của nhiều năm trước, nguyên nhân chính là bạn không muốn vứt bỏ nó đi, muốn giữ lại mang vào một dịp khác. Kết quả là ngày ngày cả đống giày cũ cứ ngày một chất đóng, chiếm một khoảng không gian trong nhà mà khiến bạn phải tốn thêm thời gian thu xếp và cất giữ chúng. Đống giày cũ này thực sự không còn ý nghĩa gì cho ngày hôm nay. Đống giày cũ này là phong thủy xấu hay là tà pháp chứ không phải là chánh pháp trong ngôi nhà của bạn, vì nó khiến bạn càng thêm chấp trước vào quá khứ và cũng chấp trước vào cả tương lai. Giống như việc bạn đem cả quá khứ và tương lai chất vào trong tâm trí bạn, khiến bạn không thể nào cắt bỏ chúng đi cho được. Khi tịnh tâm trở lại, con người sẽ khai ngộ, phải tốn rất nhiều thời gian để thực hiện mà việc trước đây mình đã sai lầm. Có một câu chuyện, người tu sĩ đến chợ niệm cho bà cụ. Khi sống, bà có một thói quen chưa từng giữ lại cho mình một tấm hình nào cả. Lý do của bà rất đơn giản: đã là quá khứ rồi, lưu lại có tác dụng chi đâu. Câu nói này thật sự là đại tri thức cho những người đã đốn ngộ. Đời nay có bao nhiêu người có thể bỏ hết không giữ lại cho mình một tấm hình nào? Người có trí tuệ không giữ lại hình ảnh chỉ vì một nguyên nhân hết sức đơn giản, đã không còn tác dụng nữa. Giống như bà cụ này, nếu hỏi bà cái gì đáng giữ lại nhất, nhất định bà sẽ nói sắc đẹp và sức khỏe hiện tại chính là điều đáng trân trọng nhất và giữ gìn nhất. Để không bị 6 kẻ lừa dối trên dẫn bạn sai lối, bạn phải làm chủ được thân ngữ ý. Thân tức là thân thể, ngữ là ngôn ngữ,
dễ bị tác động bởi ý niệm. Có người hỏi, ngồi trên xe ngựa, muốn xe ngựa tiếp tục chạy về phía trước, rốt cuộc ta phải đánh xe hay đánh ngựa? Tu hành là tu tâm chứ không phải là tu thân. Nếu mỗi ngày chỉ lo việc ngồi thiền mà không dụng tâm khai ngộ thì chẳng khác gì hành động đánh xe mà không đánh ngựa. Do vậy, việc ngồi thiền là để tu tâm, hoàn toàn không phải là một phương thức rèn luyện thân thể. Tu tâm rồi bạn sẽ làm chủ được thân ngữ ý. Người thường đau khổ chính là những người cứ khăng khăng cố làm những việc mà năng lực của mình không thể thực hiện được. Vì vậy, ngày ngày chỉ biết mơ tưởng đến tương lai, chính là đánh mất hiện tại, là chuốc khổ vào thân. Nếu dùng mọi cách nhưng vẫn cảm thấy khổ, đó là do bạn đầu tư quá ít ở kiếp trước. Ngay bây giờ, tại nơi bạn ở, không cần phải đi đâu, hãy định tâm lại, tự khai ngộ và đốn ngộ. Cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn tâm thân an lạc.